Hello, chào các bạn. Bữa nay tôi đi tiếp với bài về cao huyết áp, nấu những cái món tổng hợp cho cao huyết áp nha. Thì ta đi rau tần ô và trứng nha các bạn. Cái rau tần ô thì nó có cái mát nè, nó có cái tính mát, đó. Vị nó ngọt, nó là thanh nhiệt và hóa đàm, nó giảm huyết áp nha các bạn. Còn trứng thì khi ta dùng rau này thì ta dùng 200g rau và một trái trứng. Nếu mà trứng á, thì ta thấy là dùng cái lòng, nếu mà dùng lòng trắng á nha, thì nó có cái tính là vị, có cái vị ngọt thanh nhiệt, giải, nó là thanh nhiệt và giải độc. Còn riêng cái lòng đỏ là cái tính bình, vị ngọt nha. Còn lòng trắng á, thì nó chia ra hai cái lòng đỏ nó tính bình là vị ngọt nha. Còn cái lòng trắng của nó là nó có cái tính mát đó. Thì ở đây á, ta thấy là nó trong cái lòng đỏ nó chứa nhiều cái chất đạm tốt đó. Nó là tư âm, dưỡng, huyết, nhuận, táo, tích phong. Thì ở đây mình nấu món canh tần ô và trứng như sau. Sau khi tần ô mà chúng ta rửa sạch, sắc cho vừa ăn như hàng ngày. Sau đó là nấu nước sôi thì cho rau tần ô vô. Và tần ô vừa chín thì ta đập trái trứng vô. Thì là nêm muối và dầu ô liu á các bạn, thì là vừa ăn thì ta được một cái món gọi là món canh rau tần ô và trứng ha. Bây giờ ta qua cái thịt heo nạc, ta nấu với hạ khô thảo, nó cũng có tác dụng là giảm huyết áp rất là tốt, món ăn rất là tốt. Thì cái thịt heo nó có cái tính bình, vị ngọt và mặn, tư âm thì nhuận táo ích khí. Nó chứa cũng nhiều chất đạm tốt, thì nó giàu vitamin mà nhóm B và nhiều cái nguyên tố vi lượng tốt cho cơ thể và nó giàu lipid, nó có tác dụng bồi bổ cơ thể, đó là thịt heo. Còn riêng cái hạ khô thảo thì nó có cái vị đắng và tính hàn, là tán uất, thanh can quả, và nó có chứa cái muối tan và nó có chứa alkaloid. Chất này là chất chống cái loạn nhịp tim nha các bạn. Thì cái cho cái hạ khô thảo và nấu cái này bằng cách như thế nào? Thịt heo chúng ta sắc lát ra cho vừa miệng ăn, giống như ta kho vậy thôi. Rồi hạ khô thảo thì ta dùng lấy 20g, còn thịt heo ta dùng lấy chừng khoảng 200g đó. Xong người ta sau khi đã rửa sạch thịt heo sắc lát, ta cho vô một cái chảo, cho chút xíu tỏi hoặc hành, ta phi thơm lên cái đảo cái thịt heo đi. Xong sau ta cho nước vô ta nấu. Còn riêng cái hạ khô thảo này ta cho nó vào trong một cái túi vải đó. Xong rồi ta cho nó nấu, cho vào trong cái nồi thịt heo này đang nấu nè. Thì là ta được món canh thịt heo hạ khô thảo. Tại vì cái xác hạ khô thảo thì chúng ta bỏ đi, còn là nó ra cái nước ở trong cái nấu nồi thịt heo rồi thì là nó tốt cho chúng ta rồi đó. Bây giờ ta tới cái củ cải nấu nấm hương nha các bạn. Củ cải thì nó mát, vị thì nó cay, công năng là nó hạ, coi như là nó hạ khí, nó quá đàm, nó tiêu thực nha. Củ cải á, và ta nấu củ cải này với mầm của đậu, rau mầm của đậu hòa lang. Rau mầm của đậu hòa lang thì nó có cái tính bình, vị ngọt đó, nó lợi tiểu, bổ trung ích khí. Khi cái rau này, riêng cái rau là nấm hương á, thì nấm hương thì nó có cái tính bình, nó có vị ngọt. Thì
nó chứa, đặc biệt cái chấm nấm hương nó chứa nhiều polysaccharide, nó trị ung thư, phòng chống ung thư rất tốt và trị ung thư cũng tốt. Đặc biệt cái polysaccharide này nó là một cái chất rất là quý. Các bạn biết cái này nó có trong cái đông trùng hạ thảo đó. Đó, thì khi mà ta nấu củ cải với lại nấm hương và cái rau mầm đậu quả lang, thì cách thức là ta làm như sau. Thì cái củ cải ta sắc ra mỏng thành sợi, sau đó ta nấu cho nó vừa chín tới, thì ta vớt cái củ cải ra, ta để ra đĩa. Và nấm hương á, thì ta mua về thì ta phải dùng 5 tay nấm hương ha. Củ cải dùng nửa ký, nửa ký là nhiều, hai củ nhỏ vừa cũng được rồi. Thì nấm hương thì ta đem về ta ngâm cái đã, ngâm nước ấm cho tí xíu muối vào các bạn, cho nó nở ra, xong sau đó ta cũng sắc sợi nha. Rồi cái đậu mầm hòa lan á, rau mầm đậu hòa lan á, người ta cũng rửa sạch chừng 100 gram được rồi. Thì lúc bây giờ ta sẽ làm là sau khi củ cải ta sẽ để ra đĩa rồi ha, thì cái nấm hương á, ta cho vô với lại trong cái nồi nước dùng á, ta nấu, ta nấu mà cho nó vừa chín thì ta cũng vớt ra. Rồi cái khi mà cái còn cái rau mầm đậu quả lang cũng vậy, rửa sạch xong rồi khi nước dùng chín nó sôi, tôi cho rau mầm đậu quả lang vô tôi trụng xong ta cũng vớt ra. Thì người ta có cái món này nè, củ cải sắc sợi nè, rồi nấm hương sắc sợi nè, rồi cái rau mầm hòa lang trụng nè, là bắt đầu ta bắt đầu đảo lên, ta đảo lên và ta nêm nếm thì ta ăn được rồi. Và trong cái nước dùng đó mình lấy mình xài là rất là tốt. Thì là nó có hỗ trợ cho người cao huyết áp ha các bạn ha. Đó, hoặc là bây giờ các bạn nấu đậu bắp với măng tây á, đậu bắp với măng tây và ta nấu với hạt sen và ta làm thêm với xà lách son vô, thì nó cũng giúp cho người cao huyết áp. Vậy là cái măng tây thì nó có vị đắng, nó có cái chất chống ung thư. Rồi cái hạt sen á, thì là nó có tính bình vị ngọt, nó chát chát một chút nha, nó ít cho thận á, bổ tỳ đó. Nó chứa nhiều, trong cái hạt sen nó chứa nhiều carbon hydrate. Rồi ta sẽ dùng cái rau đã có đậu bắp rồi nè, có hạt sen nè, có xà lách son nữa ha các bạn ha. Cách thức mình làm như sau nè. Cái riêng cái hạt sen nha, với lại cái đậu bắp á, thì mình cho vào cái nồi nước dùng, mình hầm, mình nấu á, mình nấu cho nó chín đó. Mình nấu cho nó chín xong, trong khi mà mình nấu cho nó chín thì mình nêm nếm muối với lại chút xíu bột ngọt đó. Vừa ăn thì khi vừa ăn rồi thì ta mới, măng tây thì ta dùng chừng khoảng 7 cây cũng được rồi, 7 cây thì ta đem rửa sạch, nhớ rửa cái đầu cho kỹ, dội nước cho kỹ, cắt cắt thành khúc dài tầm khoảng 2 đốt ngón tay một vậy đó. Khi mà sau khi đã hầm hạt sen và đậu bắp đã chín rồi đó, đậu bắp chín rồi ha, thì ta bắt đầu cái này, cái hạt hạt bắp chứ không phải đậu bắp nha các bạn. Hạt bắp á, bắp ngô á đó, hạt bắp ngô á, sau khi mà cái hạt bắp ngô chứ không phải đậu bắp nha các bạn. Bắp ngô với hạt sen hầm cho nó chín, nấu cho chín rồi xong bắt đầu với nước dùng cho chín, thì bắt đầu khi mà nó gần chín nhừ rồi ta cắt măng tây ta thả vô, sau khi đã rửa sạch cắt hai lát, hai đốt ngón tay dài đó, thả vô thì bắt đầu thả vô chừng chưa đầy 5 phút là măng tây chín à. Xong sau đó ta lại cho xà lách son vô, ta đảo thì ta đem xuống một lần nữa nêm nếm thì ta ăn là vừa. Còn muốn tốt hơn nữa các bạn cho vài giọt dầu coi như là dầu ô liu á, thì rất tốt cho cái người cao huyết áp ha các bạn ha. Đó là cái bài mà tổng hợp đó. Còn nếu mà ta uống trà, ta cũng có thể dùng trà hoa cúc á, trà hoa cúc ta kết hợp trà hoa cúc để người ta uống thì nó cũng là tốt cho người cao huyết áp
Và ta cũng có thể nấu với món chè này các bạn, chè đậu xanh. À, nhưng mà nó có khác nữa. Chè đậu xanh ta nấu với lại phổ tai cũng như bình thường chúng ta nấu thôi, nhưng mà cách thức là ta cho thêm vài lát tỏi vô, cái mùi vị nó cũng sẽ hơi khó chút xíu, nó hăng chút á, nhưng mà nó tốt cho người bị cao huyết áp. Đó là khi nấu chè đậu xanh này, có phổ tai này, cho thêm tỏi ha các bạn ha. Đó, còn riêng cái củ hành và ta cũng có thể xào với lại cải bó xôi và xà lách son. À, củ hành tây á, xào với cải bó xôi và xà lách son thì nó cũng có lợi cho cái người mà bị cao huyết áp ha các bạn ha.